Trên đây là đường đen nè cả nhà. Mực Food chuyên bán đồ ăn đặc sản, đồ ăn vặt. Liên hệ Zalo hoặc gọi số 0879299932, Facebook Linh Lê, Fanpage Thằng Mực Food. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Thằng Mập Food của Mập nha. Cả nhà ơi, hôm nay Mập ăn bánh chén nướng với lại uống sữa tươi trân châu rừng đen nè cả nhà. Mấy cái này là Mập tự làm hết nghe cả nhà. Hôm nay là cũng tiếp tục là tiết mục mà không khéo tay tự làm và không hấp dẫn cả nhà. Mời cả nhà thưởng thức với Mập nha. Cái đây là sữa tươi trân châu rừng đen nha cả nhà, nguyên một đây gự luôn à, trân châu ở dưới nè, tự làm sáng giờ luôn á. Ngon cả nhà. Còn bánh tráng nướng bánh tráng nướng thì không biết cách nướng á nên nó mềm ụi cả nhà à. Nhưng mà thôi đi, có sao vậy cả nhà, ở nhà mà cả nhà thưởng thức cái bạc nha. Cũng tạm được đó cả nhà, làm món ăn chơi ở nhà giết thời gian. Mấy món này hồi đó ngoài đường ha, bán lại đường luôn, bây giờ kiếm đâu ra mua. Ok đó nhà, nhưng mà nó mềm, đã nướng cũng giòn lắm. À, còn mấy cái nó còn hơi giòn giòn, giòn vào cái ghìa, còn trong nó cũng mềm mà. Nướng nó khét luôn mà nó không giòn nổi cả nhà, hay là mập để trứng nhiều quá. Ăn nó mà bánh xèo quá. Chuẩn bị nguyên liệu cả một bữa sáng ở nhà. Xào thịt bằm nè, rồi sắt cái này sắt cái kia nữa, rồi làm trà sữa này nữa nè, làm nhân châu á.
Trên đây là đường đen nè cả nhà. Trong đây có thịt nè, xúc xích nè, con guốc, rồi tương ớt với lại mayonnaise, rồi hành, trứng. Đơn giản vậy thôi cả nhà. Cũng ok đó, ăn chơi chơi được. Chứ cái này mà bán là chúng chửi chết đó. Cũng làm được 8-9 cái đó. Cái này thứ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái cả nhà. Thưởng thức thành quả. Mai á, dự định mai sẽ có món hoành tráng cả nhà. Bí mật. Cả nhà đón thử, bình luận phía bên dưới đón thử coi mai mập sẽ làm món gì nha. Gợi ý là một món nước. Biết đâu anh, cả nhà bình luận, cả nhà đón, cái mập sẽ suy nghĩ ra được những ý tưởng mới, và sẽ suy nghĩ được nhiều món mới. Mua nguyên liệu hết rồi mai mới làm. Múc bằng bánh trứng nướng. Hôm nay định không quay đó cả nhà, nhưng mà nghĩ là ở nhà cũng buồn, có làm gì đâu. Chân cháu ngon. Ok, ở nhà làm vậy cho đỡ buồn. Nó không có đặc sắc cái hoài bằng cái hoài tiệm bán, nhưng mà nó cũng ok chứ nhà. Cảnh gỏi xin ông nổi. Nó ở hoài ghê, nó cũng còn giòn à. Thịt bằm, trứng, chắc này chắc do mà nghĩ do mập để trứng nhiều quá, nó không bị không được giòn á. Chứ cái vị nó vừa ăn đó nha. Mập dám chắc một điều ha, nhất là mấy bạn gái á, ở dịch này thèm trà sữa nhức đầu luôn, mà không có mà uống như nhà, có ai đâu bán. Nhà lên YouTube á, cho công thức á, tự mua nguyên liệu về làm uống đỡ đi, rồi qua dịch rồi mình đi ra gông cha rồi mình uống. Phúc Đông rồi nè, mập làm vậy cũng tạm được, bộ uống cũng ngon.
Bánh chén đúng hài luôn á, khét nó không giòn đó nha. Bà làm trứng gà, bà làm quá trời luôn. Ok, ngon. Nó làm xong cười hoài luôn. Sữa này mà làm bằng sữa bịch, không đường của đất đây đi cả nhà. À, xúc xích nè. Thất bại. Này gọi là gì nè, theo theo cái gì câu slogan của bà Tân Vlog đó là bà thất bại rồi, cái cháu làm không thành cái cháu. Đó mặt cũng hay coi bà Tân do làm không có thời gian ít coi lại. Ăn miếng bánh tráng uống miếng trà sữa sướng, sữa tươi chứ. Này cái nhà nhỉnh này giống cái bánh xèo không nè, nó mềm mội nè. Thì chay cái bánh xèo luôn á. Ok chứ nhỉ. Ai mập làm món này á, mấy bạn trẻ sẽ thích. Đấy nha, đấy mà có quay á, nó dăm đây nè, đó, này là do để trứng với lại xịt tương ớt nhiều, chứ không thôi là nó cũng giòn.
Lần đầu tiên ăn bánh tráng nướng mà phiên bản nó hài giống vậy luôn. Nhưng mà cũng ngon á. Sao châu dưới còn quá trời. Phê với nhà thì hôm nay cả nhà có clip ngắn gọn vậy thôi. Hôm nay Mập rảnh giỏi thì đáng ra Mập không có ra clip đâu, nhưng mà tại vì Mập muốn là thời gian dịch này cũng đâu có làm gì đâu, thì rảnh giỏi thì làm cái món mà nó giống như ăn chơi chơi vậy nè, cho cả nhà xem, cả nhà cũng đỡ nhớ cái Sài Gòn, hoặc là cái chỗ, những cái chỗ bán bánh tráng nướng hoặc là bán trà sữa gì đó, để cả nhà có động lực để qua dịch, cả nhà đi ra mua mấy cái này cả nhà ăn giặt. Thì mong là cả nhà sẽ ủng hộ cái clip này nhiệt tình cho Mập nha. Còn hôm nay thất bại một cái là một cái điểm trừ rất là lớn, là Mập làm bánh tráng nướng mà nó được không được giòn ở nhà, thì mong là cả nhà sẽ thông cảm và bỏ qua cho Mập nha. Còn nếu mà ai thích cái món ăn hôm nay á, thì cái món bánh tráng nướng với lại cái sữa chua trân châu đường đen cả nhà, thì cho Mập một like cho nha. Còn nếu mà ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ Mập nghe cả nhà. Còn bây giờ thì Mập đang xong rồi, mà kết thúc clip tại đây. Cảm ơn cả nhà lấy giờ để xem hết clip của Mập. Hẹn gặp cả nhà vào 6 hoặc là 7 giờ tối mai nha. Bye bye.